Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đến với một món ăn mới. Thì ngoài trời đang mưa lâm râm, trời hơi lạnh lạnh, thì hôm nay chúng ta sẽ ăn cùng nhau thưởng thức một món chay. Đó chính là món đậu hũ sốt nước tương. Nghe tên món thì khá là lạ các bạn ha, nhưng mà đặc biệt món này rất là khá là ngon. Thì nguyên liệu cũng cực kỳ đơn giản luôn. Thành phần nguyên liệu chúng ta gồm có là đậu hũ là nguyên liệu chính ha. Thì ban đầu mình tính là chỉ dùng đậu hũ trắng thôi, nhưng mà để cho nó phong phú thêm một tí thì ở đây mình có chuẩn bị là đậu hũ nấm mèo nè, và đậu hũ thường, đậu hũ chiên bình thường ha. Thì các bạn ăn chay thì các bạn có thể tùy chọn đậu hũ nào cũng được ha. Một ít rau thơm để chúng ta ăn kèm. Và nguyên liệu còn lại là của thành phần sốt nước tương của chúng ta. Thì sốt nước tương chúng ta sẽ gồm có là nước tương, cà rốt thì chúng ta cần khoảng một củ thôi. Các bạn sẽ rửa sạch và chúng ta sẽ xắt hạt lựu ha, xắt hạt lựu để bỏ vào phần nước tương của chúng ta. Bạn nào thích ăn cay thì chúng ta sẽ cho thêm một ít ớt. Và gia vị chúng ta sẽ gồm có là một ít bột ngọt, một ít đường và bột năng để cho phần sốt của chúng ta nó sẽ sệt lại. Một ít bột năng thôi. Và bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành chiên đậu hũ. Đối với đậu hũ thì các bạn sẽ cắt thành những miếng vừa ăn, tùy các bạn ha. Mình sẽ cắt xé như thế này. Và các bạn hãy cắt vuông tùy ý. Các bạn hãy cắt miếng. Đậu hũ nấm mèo này khá là ngon tại vì nó có vị giòn giòn của nấm bên trong đó các bạn. Và bây giờ bước đầu tiên chúng ta sẽ đem chiên cái phần đậu hũ này. Đầu tiên chúng ta sẽ cho dầu ăn vào. Khi dầu bắt đầu nóng thì các bạn sẽ cho đậu hũ vào chiên. Đậu hũ chúng ta lựa sẽ là loại đậu hũ già già thế này nè, đừng có mua đậu hũ non quá nó sẽ dễ bể các bạn ha. Trong thời gian chờ đợi mình cho những cái đậu hũ kia vào luôn. Đậu hũ thì chúng ta không cần ướp tại vì khi mà chúng ta bỏ cái sốt nước tương á, ta rưới lên phía mặt trên á thì nó đã vừa ăn rồi. Nên mình nghĩ là không có cần ướp. Để nguyên cái vị đậu hũ nó luôn sẽ ngon hơn. Khi phần đậu chúng ta bắt đầu vàng thế này rồi thì các bạn có thể gấp ra. Cà rốt sau khi bào vỏ và rửa sạch thì chúng ta sẽ xắt hộp lựu như thế này.
Bước tiếp theo chúng ta sẽ làm phần sốt nước tương. Đầu tiên mình sẽ xào phần cà rốt của chúng ta. Khi cà rốt bắt đầu tan, chúng ta cho nước tương vào luôn. Bạn nào thích ăn cay thì chúng ta cho một ít ớt vào. Khi quả nước tương đã sôi thì các bạn sẽ bắt đầu nêm nếm, sẽ cho ít bột ngọt vào. Đường. Theo nêm nếm mà cảm thấy khá là ngon rồi đó. Và bước cuối cùng mình sẽ cho một ít bột năng vào để phần nước sốt ta sẽ sạch sạch một tí. Và chúng ta tắt lửa. Quá thơm. Và mình đã xong phần nước sốt và bây giờ mình sẽ trang trí thôi. Và bước cuối cùng mình sẽ chuẩn bị trang trí và mình thưởng thức thôi, khá là thèm. Ha, đói bụng. Và đây là dĩa đậu hũ mình đã vừa trang trí xong. Rất là giòn nha các bạn. Và bước cuối cùng mình sẽ rưới cái phần nước sốt của chúng ta lên. Vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong món đậu hũ sốt nước tương. Một cái món nghe khá là lạ đúng không, nhưng mà ăn cực kỳ ngon nha. Bạn nào chưa nấu thì chúng ta sẽ làm thử. Và chúng ta sẽ ăn liền để kẻo phần đậu hũ chúng ta nó sẽ bị nguội, nó sẽ bị mềm ha. Khi mình rưới phần sốt lên là mình bắt xuống bếp, bắt lên bàn và mình ăn liền luôn. Rồi như vậy là đã xong cái phần món ăn của chúng ta rồi. Và mình sẽ trang trí một ít rau thơm lên. Rồi, nếu các bạn thích clip này thì các bạn nhớ nhấn nút đăng ký, subscribe để ủng hộ kênh của mình, cũng như là like, share video để theo dõi những video clip tiếp theo các bạn nha. Và chúc các bạn thành công trong món ăn này. Món đậu hũ sốt nước tương.